Hello mọi người, mình là Phước Lộc Gaming đây. Hôm nay Lộc sẽ tạo cho mọi người một cái event chơi nhá. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu nhân vật được xuất hiện trong bộ phim này. Bạn nào mà trả lời đúng sẽ nhận được 5.000 kim cương nha. Yêu cầu của lượt chơi đó là phải đăng ký kênh mình một niềm đam mê bất tận, trở thành một game hữu chuyên nghiệp. Tôi Phước Lộc Gaming hay con game lửa miếu này có rất nhiều triển vọng, vậy nên tôi đã tải về chơi thử. Mặc dù hiện tại tôi chỉ là một con boss, nhưng trong tương lai chắc chắn tôi sẽ trở thành một game hữu chuyên nghiệp. Ủa sao mà mới chơi game đã có 2k3 kim cương thế này? Chắc là anh mình nó nạp nhầm. Tạo sẵn tên tài khoản cho mình luôn nè. Phước Lộc Gaming nè, tên nhớ game hữu chuyên nghiệp hết. Thôi để chơi vài trận năng trình mới được. Nên chơi gì bây giờ? Trong đây có nhiều chế độ quá. Không biết cái chế độ tự chiến này là sao nhỉ? Tò mò là phải tìm hiểu. Let's go. Uầy, game này có cả khẩu súng luôn nè. Mà sao mới được có 2 khẩu thế này? Thôi để dùng tạo một khẩu đầu tiên xem sao. Ê chúng mày ơi, ra đây nhìn nè. Bây giờ là thời buổi nào rồi còn có bot? Đừng có nói người ta như thế, mày cũng từng là con bot mà. Kệ đi, nó chắc không mic không loa không biết gì đâu. Nhìn đúng hài thật. Hai đứa mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chơi người ta là bot này bot nọ. Kệ bọn tao đi, chơi bọn này vui mà. May mà con bot này còn biết chạy, chứ không như mấy con bot khác, đi bộ hoài khó chịu vãi. Người ta mới chơi có gì thì chỉ người ta từ từ, cần gì phải nói người ta nặng lời thế. Cái con này nữa, tao đã bảo kệ bọn tao rồi cơ mà. Chúng mày là bạn tao, sao tao kệ được. Mày cũng phải đi chơi mấy con bot đi, không chừng lại tìm được niềm vui mới. Không có chuyện đó đâu, đừng có mơ. Tao thấy như thế này chẳng vui gì cả. Hồi hai đứa mày mới chơi, tao đâu có nói hai đứa mày là bot này bot nọ đâu. Giờ hai đứa mày lại đi nói người ta này nọ, khó hiểu thật sự ấy. Tao đã bảo rồi, bọn tao làm gì thì kệ bọn tao, mắc gì mày cứ phải nói, mệt ghê. Nhìn anh bắn mà học tập này mấy con bot, chắc chỉ chú phải 30 năm nữa mới được như này. Ôi hay vậy, tôi có ước mơ làm game hữu chuyên nghiệp, anh có thể dạy tôi bắn có được không? Cái gì cơ? Người yêu tao chơi game bao nhiêu năm rồi, còn không mơ đến làm game thủ chuyên nghiệp. Mày nghĩ gì con bot như mày làm game thủ được hả? Một ngày có 24 tiếng thì tao chơi 25 tiếng mà vẫn không dám mơ tới. Mày nghĩ mày là ai vậy trời? Đó là do cái cậu chưa biết thôi. Anh tớ mới chơi game được có 3 tháng đã làm game hữu rồi. Vậy sao mày không kêu anh mày chỉ cho? Thằng anh làm game thủ chuyên nghiệp, thằng em làm chuồng gà chuyên nghiệp. Mắc cười thật đấy, bỏ cái ước mơ viển vông nó đi. Vừa mới ra đã nóc rồi, đòi làm game thủ chuyên nghiệp, bắn cho ai coi. Cậu mới chơi game này lần đầu hả? Đúng rồi, tôi mới tải về ngay tức khắc luôn. Lần đầu mà cậu bắn được như vậy là giỏi lắm luôn rồi. Tôi tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ thi đấu cùng anh mình thôi. Cảm ơn cậu nhiều nha. Gì vậy Quỳnh, sao mày lại ủng hộ một con bot? Nhìn nó chẳng có một chút tài năng nào cả, làm sao mà làm game thử chuyên nghiệp được? Tao có quyết tâm. Cái quyết tâm đấy mà không có trình thì cũng vứt thôi. Tao đây chơi game 3 năm rồi còn không dám mơ mộng. Nghĩ sao người ta tuyển bot vào team vậy? Anh yêu của tao bắn hay như vậy mà, chỉ bằng cọc tóc của họ thôi. Mày nghĩ mày là ai chứ? Mấy cái cậu này buồn cười thật. Không ủng hộ người ta thì thôi, cứ độc mồm độc miệng. Cậu đừng để ý họ nhá. Tính họ vậy rồi, có nói sao họ cũng vậy thôi à. Nhìn đi này con bot, bắn như vậy mà không được họ trọng dụng đó, nên là đừng mơ mộng viển vông nữa, sẽ không có kết quả gì đâu. Dù sao mày cũng chỉ là con bot ôm ước mơ thành game thủ thôi. Núi cao còn có núi khác cao hơn, sẽ không có chuyện mày được nhận đâu. Họ tính người khó đến vậy sao? Mày hỏi thừa quá đó nhóc ạ. 1.000 người họ lấy đúng có 1 người. Mày nghĩ sao mà mày sẽ được chọn vậy? Không sao cả, tôi vẫn tin tưởng cậu. Không ngờ Quỳnh lại đi bênh một con bot. Tao sẽ làm như thế thôi. Hai đứa chúng mày suốt ngày bắt nạt người khác, cẩn thận nghiệp quật có ngày đấy. Tao đã bảo là kệ bọn tao đi rồi cơ mà. Nếu mà nghiệp có quật thì cũng đâu liên quan đến mày đâu. Hai đứa mày là bạn tao, chúng mày xấu gì thì tao phải nói đó. Suốt ngày đi bắt nạt người khác vui lắm hả? Vui chứ sao không? Hôm qua mày chẳng cười té ghế đó hả? Lại bảo là không vui đi. Chưa ít mày cũng phải bắn được như này mới đi đấu giải được. Còn không thì thôi đừng mơ mộng nữa. Chẳng lẽ giấc mơ làm game hữu của mình phải từ bỏ sao? Chưa còn gì nữa. 1 chọi 1.000 đâu phải dễ. Tỷ lệ đặc biệt để người ta chọn lọc những người có tài mà, đâu phải cái gì cứ muốn là được. Nói chung là hãy kiếm cho mình một em người yêu đi bot. Cố gắng một mình dễ nản lắm. Đã có ước mơ làm game thủ thì phải theo tới cùng, chứ nhìn mày chắc dăm ba bữa lại bỏ. Tôi đã bảo rồi, tôi có ý tâm. Dù hai người có nói thế nào thì tôi cũng không có cùng đâu. Cứ kiên trì đi, kiểu gì cũng không được đâu mà. Mình đi chơi game chứ không phải game chơi mình. Ủa, mấy cây súng này? Làm sao đấy, là súng mặc định mà. Tôi mới vô game vào tủ đồ đã có hết rồi. Mày đang nói dối, mày có biết giá trị thật của mấy khẩu súng đó không? Toàn súng của người giàu thôi. Cái này thì tôi không biết gì hết. Đây là mấy cây súng mặc định mà, vừa vô là nó sẵn trong tủ đồ rồi đó. Không thể nào có chuyện đó được đâu. Mày khai thật đi, mày đã chơi game từ bao giờ? Hai cây đó đủ cả một tháng sinh hoạt của tao rồi. Hóa ra nãy giờ chúng ta chỉ là những con gà cho nó đùa thôi. Thôi tạm biệt mọi người nha. Có vậy hết thì mọi người cũng không nghe tôi đâu. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhá, vì đã không khinh thường tôi. Ok, chào Lộc nha. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ê, thằng kia đang làm gì đó? Em quyết định rồi, em sẽ trở thành một game hữu chuyên nghiệp nha anh. Hay quá em trai ơi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Ác đấy, anh tạo cho em lâu rồi đó. Vậy mà mãi giờ mày mới chơi. Em mới chơi được một trận à, bị người ta chửi quá trời luôn. Làm sao mà chửi, đâu anh xem nào. Đây nè, em mặc bộ đồ này nè. Mặc đẹp mà người ta cứ chửi em ấy. Ôi Lộc ơi, anh đến chị yêu mày. Bao nhiêu đồ đẹp trong tủ đồ thì không mặc. Mặc ba cái đồ này bị chửi là phải. Thì em mới chơi mặc đồ này cho người ta biết. Chứ em mà mặc đồ kia đẹp vậy, người ta chửi em nữa thì sao? Cái trình của mày như vậy rồi, con sợ bị chửi. Anh đã coi em bắn bao giờ đâu mà nói thế.
Thôi đi ông tướng ơi, tôi còn lạ gì ông nữa. Mày nhớ lúc mày mượn điện thoại anh không? Lúc đó anh đã biết mày là một nhân tài rồi. Đợi mã ngày này thôi đấy. Ờ, mà anh ơi, đâu ra 2K3 kim cương này vậy? Anh rút trên shop của lâu FF đó. Shop đó nhập tuần này vậy hả anh? Thì đúng rồi đó. Shop đó đang có sự kiện X2 giá trị thẻ nào trong tháng 9 này đó. Vừa mới đăng ký tài khoản shop tặng 10K. Còn có 2 chế độ quay, quay thử và quay thật. Quay thử thì sẽ không mất đồng nào, nó dùng để test tỷ lệ ra KC đó. Link ở bio TikTok và dưới phần mô tả của YouTube toàn bộ video nhé. Càng quay nhiều tỷ lệ rủ càng cao. Shop này bao uy tín luôn. Đến với vòng quay rồng xanh chỉ với 9K, shop tặng thôi có 96% cơ hội trúng 9999 KC đó. Còn giờ mày thay lại quần áo đẹp đi mà đi chơi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Giờ thì mình sẽ đi ghép, chắc chắn là sẽ không ai khinh thường mình nữa. Không ai tin được là anh trai mình còn có trò này. À, tiền tỷ cơ à. Mắt mẹ mãi đỉnh, làm mình tưởng mấy cây súng là mặc định quê vãi. Ủa mấy người chặn trước, may mắn thật đấy, được gặp lại Quỳnh rồi. Em yêu anh nhiều lắm luôn đó. Anh quý yêu bé nhất luôn nè. Chúc mừng anh đã trúng một vé dẫn em đi ăn. Anh có quyền sử dụng luôn hoặc là sử dụng luôn. Vậy anh định chọn cái nào á? Sao cái nào cũng như nhau vậy? Thì anh đâu có lựa chọn nào khác đâu. Em đói rồi, bây giờ anh qua giúp em đi nhá. Thế không biết anh yêu có ý kiến gì không nhở? À không, anh có dám nói gì đâu. Chứ anh thử mà không dẫn em đi ăn xem. Tối một slot ngoài ban công ngay. SOS Quỳnh ơi cứu. Ca này thí chủ chịu thôi. Ủa cái tên này? Là con bot ban nãy, Skywing, tao biết ngay mà. Mày lừa bọn tao. Tôi không có nói dối, anh trai tôi mới nói cho tôi biết rồi. À hóa ra mày chỉ là thằng ăn bám anh trai thôi. Anh trai làm game thủ chuyên nghiệp mà, tất nhiên là phải lo cho em từ A đến Z rồi. Thảo nào cũng là thằng ăn bám anh trai thôi. Tôi không có ăn bám các người thôi đi. Nếu các người muốn được như tôi thì hãy lên shop của lão ép cháu bây giờ đi. Đừng lừa đảo nữa, ai lại đi tìm một con bot? Đã từ mở xong rồi cơ à? Ghê thật đấy, sao lừa được ai? Nhưng mà tôi cũng thấy anh có kỹ năng thật, tôi sẽ ủng hộ anh, cố lên nhá. Cái gì vậy em? Nó cũng chỉ là một con bot ăn bám anh trai nó thôi. Tại sao em lại đi bên nó? Anh mới là người phải thôi đi. Thảo nào chẳng vào được đội tuyển là phải. Chấp nhận sự thật đi, người ta hơn anh đó. Tên này mà được vô đội tuyển hả? Em có bị mơ không vậy? Đây chỉ là trận thứ 2, thứ 3 gì đó hắn chơi thôi. Anh đây chơi 4 năm trời rồi vẫn chưa hề mơ mộng. Tại sao em lại ủng hộ con bot này vậy hả? Anh mới là người yêu em cơ mà. Chấp nhận sự thật đi hắc ạ. Cậu có bao giờ thấy người chơi mấy ngày hay hơn người chơi mấy chục năm chưa? Những người ấy là thần đồng đó. Nhìn cái bánh của Lộc, tôi tin chắc Lộc sẽ vô được. Dù có vô được thì cũng là nhờ danh tiếng của anh trai thôi. Chứ không thì đừng có mơ. Tao chịu mày luôn đấy. Trên đó có người đó, đừng ảo tưởng nha bot. Cảm ơn anh, tôi tự lo được. Ghê vậy, mới chơi mà hết sọt luôn kìa. Thánh ăn rùa chứ có gì mà hay. Hay, nhưng mà vẫn ế. Lên xe tôi chở qua chỗ ông kia nè. Chở vào trái tim cậu ý. Gì vậy trời, cậu có nghiêu rồi mà. Tôi đùa thôi mà. Leo leo cái đầu ế. Tao được người yêu chở đi chơi chắc này. Chắc là con người này thì đến cuối đời ha. Tìm mảnh đời riêng cho mình đi bà ơi. Tôi được người yêu chở đi chơi sướng lắm nè. Độc thân mái đỉnh. Tôi nhắm em gọi, kiểu gì cũng trở thành nghiêu của tôi thôi. Coi có tức không coi chứ. Ơ kìa, có người kìa bà. Em trai game thủ chuyên nghiệp hẳn hoi nhá. Tên đó cũng có năng khiếu thật. Nhưng kệ thôi, tôi yêu em nhất mà. Vâng ạ, em cũng yêu anh nhiều lắm á. Khổ thân con người kia, đừng coi kìa. Bao nhiêu năm vẫn không một mối tình. Thế có chán không cơ chứ. Cứ để đấy, chẳng qua tôi thích độc thân vui tính thôi. Chứ không người yêu xếp hàng từ đây vòng quanh trái đất. Không chơi với hai người nữa. Cậu này làm gì ở đây? Ăn cơm thì chẳng vô tận trong đó mà ăn. Tôi sợ bị hai người đó nói lắm. Không sao hết, đã có Quỳnh ở đây, không ai dám bắt nạt cậu được cả. Ghê vậy sao? Lên xe tôi chở đi chơi nè. Ê này, cậu có đi được không đó? Tin tưởng với lòng này đi. Mới chơi mà như kiểu chơi lâu lắm rồi ý. Tuy tôi mới chơi thôi, nhưng riêng môn lái xe này thì tôi chấp. Chết, nổi ghê quá nhỉ. Chùm lái xe lửa miếu, phước lòng cảm ơn. Tha mạng cho Quỳnh đi, đi chậm thôi. Thôi, nhân viên sắp đặt hai ta ở gần nhau. Chúng sạc ơi, chị yêu em nhất thôi. Tha cho tao đi Quỳnh ơi. Lộc mới chơi không bảo kê được mày đâu đó. Tha mạng cho nó đi Quỳnh ơi. Tao quyết định rồi, súng sạc muôn năm. Chuẩn bị thật nhiều xu để cứu Quỳnh đi nha Lộc. Súng sạc là súng gì, tôi chưa thấy bao giờ luôn. Cây súng giữ ra xong bắn cục đạn tao đùng ý. À cái đó là súng sạc hả? Hay anh tôi cầm cái đó bắn giải mà hay lạ lạ. Anh cậu bắn cây đó hay lắm đó. MPV thế giới cơ mà, nể thật đó. Chuyển lời đến anh cậu là kêu với con này bỏ súng sạc đi dùm với. Con này cầm súng sạc sao tôi top 1 bằng không đó. Tôi hay cái đó bắn cũng dễ dễ mà nhỉ. Anh to đưa điện thoại cho tôi chơi ké, tôi bắn suốt à. Đó cậu thấy không? Để Quỳnh cầm súng sạc là một sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Hình như cũng sai hả? Bên đây đông lắm đó, cẩn thận. Rồi xong nó gạt tôi luôn. Lộc đi nốt rồi. Không sao, đen thôi, đỏ là red. Để tôi cứu mọi người. Đây rồi, mảnh hổ Phước Lộc đã quay trở lại. Chỗ này không có ai nè, tới công chuyện hả? Ủa gì vậy trời? Ok, mảnh hổ này cháy nhất lửa miếu rồi. Em trai MVP súng sạc thì dưới có khác. Cháy thật đấy. Này là do người ta bắn lén thôi, chứ không thì cậu bốn xác. Bắn hay từ tốt anh không có, bắn ngu gáy đỉnh anh có thừa. Chỉ có thể là Phước Lộc GM. Thôi đi, đừng chia tôi nữa. Bé Quỳnh xuống sạc đến đây.
Quá quá, cây súng đâu rồi? Sao không rút ra được thế nhở? Rồi đó, cặp này hợp nhau quá rồi. Không, không có nha. Đừng có nhả lời tôi. Ó, thấy không? Tao nói rồi mà. Tên quế ở gốc cây đó bé ơi. Anh tin tưởng em, tôm một trong tay rồi. Ui, hạnh phúc quá, được em trai top 1 thế giới các bạn nè. Cũng khuya rồi á, hai đứa tôi có việc phải đi rồi. Chúc hai người chơi game vui vẻ nha. Ơ kìa, hai đứa mày bỏ tao thật à? Nắm bắt thời cơ thật tốt nhá. Thôi nghỉ, khuya rồi, chơi nữa mày không đi làm được. Hẹn mọi người khi khác nha. Lại một ngày mới bắt đầu rồi. Không biết em bé Quỳnh kia còn không nhỉ? Để kiếm chị cùng cho vui cái. Ủa, cái gì đang diễn ra vậy? Quỳnh mặc đồ đô với con gái hả? Vậy đây chính là lý do mẹ máy không yêu ai sao? Nhưng mà bình thường em ấy bật mít mà. Chuyện này là sao? Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi. Tại sao mà Quỳnh lại chùm đầu với bạn kia? Bạn kia là ai nữa? Không, tất cả không phải như mình nghĩ. Chắc là mình hiểu nhầm gì đó thôi. Không thể như vậy được. Rõ ràng hôm qua vẫn còn bình thường mà. Mà sao bây giờ lại như thế vậy? Mình sẽ không chấp nhận sự thật này đâu. Mãi mãi là như vậy. Bạn kia là người yêu của cậu hả? Có hay cậu là như vậy đó. Vậy là người yêu cậu? Ngày hôm qua em ấy vẫn còn rất bình thường, vậy mà... Thôi không sao đâu ông ơi, con gái là vậy, cứ chán là họ bỏ thôi. Hôm qua còn có tình cảm với tôi, không hiểu sao hôm nay lại chùm đầu với người khác. Con gái là vậy mà, chán là bỏ. Ngày trước tôi cũng như ông vậy, đặt hết niềm tin vào một người, cuối cùng còn cái niệm. Cũng buồn nhưng mà... Không có gì phải buồn đâu, đàn ông con trai chuyện này bình thường, chẳng việc gì phải buồn hết. Em trai của top 1 thế giới súng sạc mà lại buồn à? Ủa gì vậy, sao ông biết? Em mà chả biết ông ơi, đẹp trai cao ráo. Bài viết của anh cậu vừa mới đăng nhận về rất nhiều lượt thích. Bài viết đó chủ yếu chỉ nhắc đến việc cậu chơi rất hay. Dù cậu mới chơi hôm qua đúng không? Đúng rồi, hôm qua tao chơi game rồi, gặp bạn kia luôn. Gõ hết người ta vậy mà lại mất. Sắc vào Phước Lộc à, fan girl của cậu mà biết chắc buồn lắm đấy. Ủa gì vậy, fan đâu ra? Tao đã làm gì đâu mà có fan. Em biết cậu đẹp trai quá làm gì? Sức ảnh hưởng của anh trai cậu đã cao rồi. Anh cậu đang cậu lên nổi tiếng là chuyện bình thường. Ây, cái thằng chết tiệt này. Tao đã bảo nó đừng có đăng rồi, vì tao muốn làm người bình thường. Đợi xíu tôi check bài viết cho xem. Hôm qua là 600k tim. Cái gì vậy? Lên 300.000 tim rồi. Không thể tin được đấy Phước Lộc à. Có gì đâu mà vui. Tôi thấy chuyện đó bình thường mà. Tôi chẳng quan tâm đến tiếng tâm gì đâu. Có tiếng mà bị nghiêu như vậy thì cũng hỏng. Thì thôi, coi như cậu đen đi. Thiếu gì người muốn yêu cậu? Họ đến với tôi vì cái gì? Tiếng tâm của tôi à? Tôi đâu cần một người yêu như vậy. Thứ tôi cần là một người yêu đích thực, chứ không phải những thứ vớ vẩn như này. Thằng anh trai khốn kiếp, đợi Phước Lộc đấy. Rồi đại ca đây sẽ trả thù. Hai cô cậu ra đây làm gì? Ra đi chơi tôi là thằng hắc bại à? Đến rồi đi như một cơn gió vậy, chẳng nói với nhau con nào luôn. Em yêu rất nhiệt tình vào nha. Đồ này là của anh dành cho em hết đó. Em biết rồi nè, em yêu anh nhiều lắm. Anh cũng yêu em quá trời luôn. Em yêu anh nhiều hơn. Không phải, anh yêu em nhiều hơn. Em yêu anh nhiều hơn. Ừ, cái cô bé này anh đã bảo anh yêu em nhiều hơn cơ mà. Anh chẳng yêu em gì cả. Rồi, được rồi đấy, em yêu anh nhiều hơn. Em bé đừng dụ anh nha, yêu em bé nhiều lắm. Ủa, là sao? Ủa, tôi tưởng bạn Tê Quy Kim mới là người yêu ông. Đâu ra, nghiêu tôi là Quỳnh mà. Bất ngờ chưa ông ta? Ủa Quỳnh, anh cứ tưởng Quỳnh nó bảo muốn tạo bất ngờ cho em, nên nó mới kêu anh chơi ạc nó. Tê Quy này là người yêu anh. Chị quý em lắm Lộc ạ. Cái Quỳnh nó ngơ ngác lắm, em chỉ bảo nó nhiều nhá. Làm em cứ tưởng. Tưởng Quỳnh là thích con gái đúng không? Thì đúng rồi, còn gì nữa. Tự nhiên em lại đi chùm đầu với người con gái khác. Làm tôi cứ tưởng. Tôi còn tưởng người yêu ông là Tê Quy cơ. Ai ngờ là bé Quỳnh. Sướng nhất bé Quỳnh nha. Yêu được anh Phước Lộc đẹp trai. Em trai của top 1 thế giới súng sạc. Điên quá Quỳnh ơi. Anh lại cứ trêu em. Nhưng mà anh đã đồng ý làm người yêu của Lộc đâu. Ô kìa, anh lại chói như thế nhỉ. Quê mùa vãi. Thôi Quỳnh ơi, đừng làm giả nữa. Yêu được con nhà người ta lại sướng quá đi chứ. Các anh các chị ủng hộ hai tay hai chân nhá. Cái gì cũng phải có quy luật của nó. Em với Lộc còn chưa tìm hiểu, sao mà yêu nhau được? Cứ yêu rồi tìm hiểu sau cũng được. Anh với chị mày toàn thế mà. Anh là anh, em là em. Đàn nào mà chẳng là người yêu. Thôi đừng làm giả nữa. Đồng ý yêu người ta đi kìa. Một trận này có lẽ là sẽ thất lại. Thôi anh chị chịu. Cái này để hết cho em dễ lo thôi. Lo gì anh chị? Phước Lộc này là thằng đồng đấy. Chị với anh cũng đọc bài viết trên Facebook rồi. Thế mới bảo Quỳnh xứng nhất mà lị. Thôi Lộc tập trung mặt đi nhé, anh tin em. Chuyện nhỏ cứ để em lo. Cái gì chứ, dầm ba cái top 1 có luôn đây. Em ăn cơm chưa? Gì vậy Phước Lộc? Có ai tìm hiểu con gái hỏi em ăn cơm chưa không? À thế thì tôi hiểu rồi, em ăn gạo luộc chưa? Thôi mà đi Lộc ơi, nhạt quá. Ai mà biết được. Mê tôi vậy sao? Tôi không mê em, tôi yêu em đó. Không mê tôi mà yêu tôi. Anh trai của tốt mà thế giới đây sao? Nhạt quá đây Phước Lộc ạ. Thôi chấp nhận đi, em sẽ trở thành người yêu tôi. Cho em coi xe được không? Chứ anh này buồn cười quá à.
Lộ data coi chơi. Em bé ơi, tao có đồ cho em nè. Gì vậy trời, xin xúa vậy? Cho em quay xe được không? Thế em không hết như người như tôi à? Tôi là người trưởng thành đấy. Cái gì cơ, trưởng thành á? Anh bao nhiêu tuổi rồi mà đòi trưởng thành? Năm nay tôi 18, không phải đeo khăn quàng là trưởng thành rồi mà. Thì anh đấy Lộc ạ. Đúng là người yêu cùng tuổi là bạn có thêm một đứa trẻ mà. Ai bảo thế, tôi trưởng thành rồi. Phước Lộc đã lớn rồi. Ok, lớn rồi nhá. Ok, sao em lại không cãi với anh? Em phải cãi nhau chỉ dễ với anh chứ. Bảo ông trẻ con ông không thừa nhận đâu mà. Không sao cả, tôi vẫn yêu em. Anh bỏ tôi ngồi đây luôn đó. Ra ngoài này đi săn địch nè. Hành động của tay xỉu. Ui, em chạy từ từ thôi, cho tôi heo với. Dùng hành động này đi hơi chậm. Em yêu phải đợi tôi đi cùng chứ. Thôi, đã đồng ý đâu. Thôi, đồng ý đi mà. Không bé ơi, giờ anh solo thắng tôi thì tôi còn xem xét lại. Gì mà khó vậy? Tôi mới chơi game được 2 ngày à. Solo sao thắng được em chứ? Anh là thần đóng cơ mà. Chẳng nhẽ vì yêu em mà không thắng được em sao? Thôi thì tôi cố gắng vậy. Vì yêu tao cứ đâm đầu. Mà nếu tôi thua thì sao? Thì anh sẽ được một vài tán tôi cho đến khi nào đủ thì thôi. Vậy hết trận chơi luôn đi. Tự tin vào trình độ tán gái của bản thân. Xuân Lộc ghê quá ta. Chắc là tán được nhiều em lắm rồi đấy. Xin hứa Quỳnh là mối tình đầu, không có thứ hai luôn. Thì nào đúng quá mà. Ngoài tôi ra ai chịu yêu anh? Không chơi tao nghèo, lên xe tao đèo. Anh đi với tốc độ khủng khiếp, em sợ lắm. Tôi đã bảo rồi, top 1 đua xe thế giới. Cứ yên tâm ngồi trên xe, còn lại cứ để tao lo. Em bé cẩn thận nha, chỗ này địch đông lắm đó. Em biết rồi, mà hình như trận này bọn mình đi gấp gặp phải boss hay sao ý. Thảo nào, bắn cứ một phát chết luôn. Tới lúc rồi, em chuẩn bị tinh thần làm nghiêu Phước Lộc này đi. Chúc anh yêu may mắn nha, thằng em tối ngủ gầm cầu mát lắm. Lật nóc, em nghĩ tôi sợ em chắc. Em bảo hắn nghe em hiểu mới được yêu mà. Anh yêu em nên anh mới hắn đi chứ. Thôi đi, anh tồi lắm. Em biết trình độ tán gái của tôi đến đâu rồi mà. Tán em luôn mới nóng. Chứ mà để tôi tán em thì không biết bao giờ mới đổ. Thì anh cứ chịu khó một xíu là được. Tôi yêu em nên muốn luôn và nghe cơ. Thôi đi, anh là đồ tồi. Anh chả yêu em. Anh yêu em nhất mà. Mãi mới hắn được em. Vậy mà em bảo tôi không yêu em. Tán ra anh phải đổi vé. Đổi từ vé tán một tháng thành vé đi ăn. Hoa đẹp như vậy mà anh không thấy tiếc. Kêu anh tội thì anh còn cái. Thôi mà anh xin lỗi. Giờ anh sẽ mua cho bé 3 cốc trà sữa luôn nha. Đừng giỡn nữa nha, yêu em bé nhiều lắm. 3 cốc hay ít. Sai L, full tấp bình. Ok, tôi cũng yêu anh rất nhiều. Ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem đến đây nha. Nếu mọi người xem phim hay, mọi người nhớ like, đăng ký kênh để cho Lộc có động lực để ra nhiều clip phim hay hơn nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Yêu mọi người nhiều.